Tại Hà Nội, Hiệp hội Bia rượu nước giải khát phối hợp với Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã tổ chức buổi tọa đàm về dự thảo luật phòng chống tác hại của rượu bia và quy chế tự quản của doanh nghiệp đồ uống có cồn. Theo các đại biểu, nhà nước cần khuyến khích các hiệp hội ban hành quy chế tự quản và phối hợp với các tổ chức này để thực hiện quy chế tự quản nhằm thúc đẩy quá trình đưa pháp luật vào cuộc sống, bảo đảm quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp. Theo đại diện Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam, những năm qua, các thành viên trong hiệp hội đều tuân thủ truyền thông thương mại, phải hợp pháp và đúng quy định về cạnh tranh công bằng và thông lệ kinh doanh. Truyền thông quảng cáo được thực hiện nhằm mục đích giúp cho người đủ tuổi uống bia có đủ hiểu biết để lựa chọn sản phẩm một cách thông thái và hợp lý. Tất cả các hoạt động truyền thông về thương mại phải tuân thủ luật pháp hiện hành của Việt Nam, các quy định về quảng cáo và các quy chế tự điều chỉnh. Trong đó, có việc tất cả các hình thức truyền thông thương mại không bao giờ được nhằm vào những người vị thành niên hoặc khách hàng dưới độ tuổi uống bia.